Mọi thành công đều đánh đổi bằng sức khỏe và đây là 4 cách giúp cải thiện tâm trạng, giảm ngay mệt mỏi mà ai ai cũng cần. Thưa quý vị và các bạn, thường thì một người theo đuổi thành công sẽ quan tâm tới việc xác định mục tiêu của họ là gì, liệu họ có được tình yêu và sự chấp thuận mà bản thân mong muốn từ những người khác hay không, hoặc họ có thể thực sự đáp ứng được những kỳ vọng mà mình đề ra trước đó không. Dù mục đích theo đuổi thành công của bạn là gì, sẽ rất hữu ích khi bạn đồng thời lắng nghe và quan tâm đến cơ thể của chính mình, đặc biệt là khi nỗ lực để thành công có thể gây tổn hại cho sức khỏe tinh thần và hủy hoại chất lượng cuộc sống của bạn. Và dưới đây là 4 lời khuyên giúp bạn lấy lại được sức khỏe tinh thần trong hành trình tìm kiếm thành công của bản thân. Đầu tiên, hãy chú ý đến mức độ căng thẳng hàng ngày và cảm giác của bạn như thế nào. Như người ta thường nói, hạnh phúc là một hành trình, không phải là đích đến. Nếu việc theo đuổi thành công của bạn khiến bạn trở nên căng thẳng đến mức chỉ cảm thấy bản thân rất vất vả, có lẽ đã đến lúc phải thực hiện một số biện pháp tự chăm sóc. Căng thẳng mãn tính có thể có hại cho sức khỏe tinh thần của bạn như chấn thương tinh thần do những ảnh hưởng tiêu cực về suy nghĩ, hành vi và các mối quan hệ của bạn đem lại. Căng thẳng mãn tính cũng làm suy yếu khả năng nhận thức và khiến bạn dễ dàng trở nên mất kiểm soát. Khi đối mặt với một mối đe dọa về nhận thức, cơ thể chúng ta sẽ giải phóng endorphin. Endorphin, morphine nội sinh là các neuropeptide, opioid nội sinh và hormone peptide ở người và các động vật khác. Chúng được sản xuất bởi hệ thần kinh trung ương và tuyến yên. Những hormone này sẽ tạo ra phản ứng chiến hay chạy cho cơ thể, một cơ chế sinh tồn cực kỳ quan trọng giúp chủ thể phản ứng khi cảm thấy nguy hiểm, giống như khi bạn nhìn chằm chằm vào một con sư tử trên thảo nguyên châu Phi vậy. Khi cơ thể bạn quen với việc sống trong trạng thái chiến hay chạy gần như liên tục, giấc ngủ của bạn là một trong những điều đầu tiên phải quan tâm. Bạn có thể phải chuyển sang dùng thuốc, rượu hoặc thức ăn để cảm thấy tốt hơn. Giấc ngủ, sức khỏe và các mối quan hệ là thước đo chính xác nhất về mức độ căng thẳng của bạn. Chỉ cần điều chỉnh khi phát hiện sự bất thường trong những điều trên như ngủ nhiều hơn hay thay đổi các thói quen sinh hoạt khác, bạn đã có thể cải thiện được mức độ căng thẳng. Thứ hai, cố gắng cân bằng mọi lĩnh vực trong cuộc sống, ngay cả khi sự cân bằng đó có vẻ khó thực hiện. Nếu bạn đang trên con đường thăng tiến không ngừng trong một lĩnh vực của cuộc sống, chẳng hạn như nghề nghiệp của bạn, nhưng bạn lại không thể làm tốt hơn trong các lĩnh vực khác như duy trì mối quan hệ hay chăm sóc sức khỏe cho gia đình và bản thân, bạn cần phải ngay lập tức đề ra những mục tiêu mới để có thể cân bằng các khía cạnh đó trong cuộc sống của mình. Đừng chỉ cố gắng tập trung vào một lĩnh vực nào đó. Thành công là khi bạn biết cách cân bằng giữa các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống như sức khỏe, cảm xúc, tinh thần, sự nghiệp và mối quan hệ. Khi chúng ta tập trung quá mức vào một điều gì đó, những thứ khác có thể bị ảnh hưởng. Một ví dụ điển hình đó là những người ngày đêm làm việc và trong đầu chỉ có sự nghiệp sẽ sớm nhận thấy rằng họ chẳng có thứ gì khác ngoài công việc. Sức khỏe của họ bị ảnh hưởng, họ trở nên cô đơn, không có thời gian cho bản thân để bù đắp về mặt cảm xúc và tinh thần. Họ đang tự vắt kiệt sức lao động và hủy hoại cuộc sống của chính mình. Thứ ba, tìm kiếm sự linh hoạt bằng cách nuôi dưỡng thái độ chấp nhận. Một nghiên cứu cho rằng những người có chất lượng cuộc sống cao thường sở hữu sự linh hoạt. Họ điều chỉnh theo các tình huống thay vì chờ đợi những tình huống đó thay đổi theo ý mình. Họ không bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu những người khác làm theo suy nghĩ của mình một cách vô lý. Nếu bạn có thể học cách chấp nhận và tự điều chỉnh để thích ứng với những khó khăn đang gặp phải, bạn sẽ thấy bản thân trở nên linh hoạt hơn và gặt hái được những thành quả đáng mong đợi. Albert Einstein, nhà vật lý lý thuyết người Đức nói, biện pháp để cải thiện trí thông minh chính là khả năng thay đổi. Và cuối cùng, nếu bạn đang theo đuổi thành công cùng với cảm giác sợ hãi, hãy từ bỏ nó. Thưa quý vị, sợ hãi không phải là một động lực, nó sẽ chỉ khiến bạn ngày càng thụt lùi, mệt mỏi, chán nản và tuyệt vọng mà thôi. Đừng bao giờ gieo rắc nỗi sợ hãi ở một đứa trẻ và nói với chúng rằng đó là tấm vé để thành công. Thay vào đó, bạn cần cố gắng an ủi, truyền cảm hứng, giúp trẻ giải quyết vấn đề, khiến chúng cảm nhận được giá trị của bản thân và sự tự tin. Những giải pháp đó cũng rất cần được áp dụng khi chúng ta trưởng thành. Nếu quá trình thành công của bạn đi kèm với những nỗi sợ hãi, ví dụ như sợ đối mặt với sự thất bại hay nghi ngờ bản thân không đủ năng lực hoặc khiến người khác thất vọng, có lẽ đã đến lúc bạn nên tìm kiếm những giải pháp cho tâm hồn của mình. Bạn có thể xem xét việc lắng nghe tư vấn từ một huấn luyện viên cuộc sống hoặc một nhà trị liệu. Họ có thể đưa ra những giải pháp giúp kéo bạn ra khỏi mặc cảm hoặc nỗi sợ hãi để bạn tự tin tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp.